Nam mô thập phương thượng trụ Tam bảo, Nam mô thập phương thượng trụ Tam bảo, Nam mô thập phương thượng trụ Tam bảo, Nam mô đại nguyện địa tạng đại Bồ Tát, Nam mô đại nguyện địa tạng đại Bồ Tát, Nam mô đại nguyện địa tạng đại Bồ Tát, Nam mô tuyên hóa đại Bồ Tát, Nam mô kinh địa tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Ngày hôm nay con xin được đọc bài kệ trong phẩm thứ 12 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, nguyện hồi hướng đến tất cả chúng sanh đi ba đường ác đạo. Con xin phép Tam Bảo được bắt đầu. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta nghe Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hàng xa khó tọ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần. Hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ báo tận sẽ xa vào đường dữ, trí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là. Hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành. 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xã ác thú cũng ra mau, nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh, người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chiêm lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách, giàu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sót mất. Người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục uống ăn các ngọa cụ, cúng dường địa tạng với hương hoa. Dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cữ ngũ tân, rượu thịt tả dâm cùng dối luống. Trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh. Chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họa hoạn người lìa nhau. Ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chiêm lễ địa tạng ngài, bao nhiêu việc ác thải tiêu ngay, nhẫn đến tiêm bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường. Sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán âm lắng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ. Như người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương oan uống dâng y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tự khỏi, quán âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Con xin đem toàn bộ công đức thuộc lòng kệ trong phẩm 12 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện ngày hôm nay, nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh các ba đường ác đạo, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh các ba đường ác đạo đều được có duyên lành với Phật pháp, với Tam Bảo, với ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát, khởi tâm hiếu kính với các ngài, sớm được các ngài dẫn dắt độ thoát cho, sớm thoát khỏi luân hồi sinh tử, chứng quả Bồ đề. Ha ha ha, Buddha Sammo Di So Ha.